Đông Nhi khoe vẻ gợi cảm và thanh lịch khi xuống phố. Không chỉ thay đổi trong âm nhạc, Đông Nhi còn có định hướng thay đổi mạnh mẽ về phong cách và hình ảnh của mình. Trở về từ chuyến đi sang châu Âu tham dự sự kiện EMMA 2016 và làm việc với MTV châu Á, Đông Nhi tiếp tục tất bật với lịch diễn dày đặc trong những tháng cuối năm. Kể từ sau thành công của live show EXO Time và mới đây nhất là giải thưởng nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại EMMA 2016, Đông Nhi đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong showbiz. Đây là thành quả xứng đáng cho cả một thời gian dài phấn đấu của Đông Nhi. Nếu như trên sân khấu, Đông Nhi xây dựng hình ảnh một nữ ca sĩ quyến rũ bốc lửa bởi theo đuổi dòng nhạc EDM, thì ngoài đời thực, cô lại chọn phong cách giản dị thanh lịch nhưng vẫn xinh đẹp và gợi cảm. Sắp tới đây, Đông Nhi sẽ còn có sự đầu tư mạnh mẽ hơn về những hình ảnh sau những bước chuyển mình trong âm nhạc. Ca khúc được chọn cho lần kết hợp sắp tới với Nhật Minh chính là We Belong Together và hai cô trò đã biểu diễn thành công tại đêm chung kết của The Voice Kids. Có thể thấy sau cuộc thi, Đông Nhi và ông Cao Thắng vẫn đồng hành dẫn dắt các học trò của mình. Bên cạnh đó, album Vol. 3 của Đông Nhi cũng được ấn định cho ra mắt vào tháng 2 năm 2017. Đây sẽ là một sản phẩm được đầu tư lớn và được khán giả lẫn giới chuyên môn trông đợi sau những thành công của Đông Nhi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!